Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vụ Đồng Tâm, tòa chiếu phim tuyên giáo, chuyện kỳ quái ở chế độ độc tài. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Hai với một nhượng bộ quan trọng của thẩm phán là các luật sư đã được tiếp xúc với thân chủ, xem như đơn khiếu nại đã được chấp thuận. Cũng trong ngày 8 tháng 9 năm 2020, các luật sư tiếp tục ngạc nhiên khi những video tuyên giáo được cắt ghép giản dựng công phu lại tiếp tục được trình chiếu cho các bên tham gia xem như một show diễn của tòa để thuyết phục đối thủ quỳ hàng, để các bị cáo nên ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Đây là hình ảnh khung cảnh phiên tòa vào hôm 7 tháng 9 năm 2020. Bởi lẽ tòa chủ động biên soạn video hoặc lấy video clip như một chứng cứ nên các luật sư lại tiếp tục đưa ra các kiến nghị rằng các video này chính là các dữ liệu điện tử có trong hồ sơ vụ án, nhưng lại giấu giếm không cho các luật sư tiếp cận khi nghiên cứu hồ sơ. Những chứng cứ này các luật sư đã không được tiếp cận và không được liệt kê trong danh sách các vật chứng trong các tài liệu vụ án. Và do vậy, các luật sư cùng ký đơn yêu cầu được cung cấp về danh sách các chứng cứ điện tử này. Đây thực sự trở thành là một vấn đề của vụ án này, luật sư Lê Văn Luân đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như vậy. Và bà Bùi Thị Nối vào hôm xét xử đó cũng đã tận dụng phát biểu của mình để chất vấn tòa án với ngôn ngữ chất phác của một nông dân. Hôm qua, trong phần thủ tục, bà đứng lên yêu cầu được trình bày đã bị tòa từ chối. Trong khi bị hai nữ cảnh sát khống chế giữ tay, bà phát biểu khi phải bức xúc la lớn, bỏ tay ra, xích ra, đứng xích ra. Sau đó, không chờ hội đồng xét xử, bà tuôn lời chất vấn, tại sao có luật pháp mà không thi hành? Tại sao không bắt bố Nối, tức là cụ Kình đàng hoàng, mà lại lừa ra đồng đánh gãy chân bố Nối? Chủ tọa ngắt lời hỏi bà mua xăng để làm gì? Bà vẫn liên tục chất vấn những câu đôi khi không đầu không đuôi. Được hỏi đến lần thứ ba bà mua xăng để làm gì thì bà trả lời rằng mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng, theo lời kể của luật sư Đặng Văn Mạnh như vậy. Và về những khó khăn do bị tòa tước đoạt yêu cầu gặp thân chủ, luật sư Lê Ngọc Luân đưa ra bình luận như sau. Các luật sư bảo chữa cho rằng sau khi kết thúc điều tra, họ đã thực hiện quyền yêu cầu gặp các bị can ở trại giam để lên phương án bảo chữa, nhưng rất nhiều lần không được đáp ứng. Thứ nữa, luật sư cũng đề nghị được sao chụp hồ sơ tại cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đều không được vì các lý do khác nhau. Như thế, liệu rằng có công bằng hay nói một cách dân gian là chơi có đẹp hay không, khi bên công tố có hàng tháng trời điều tra, truy tố, còn luật sư thì không được tiếp cận nhanh chóng đầy đủ. Tại Bộ Luật về Hình sự của Việt Nam đã quy định rất rõ luật sư có quyền gặp bị cáo tại phiên tòa, nhưng thẩm phán chủ tọa nói là không cần thiết. Thế nào là không cần thiết? Câu hỏi được đặt ra. Tôi là một luật sư đã từng tham gia rất nhiều vụ án lớn nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp đều khẳng định việc gặp thân chủ tại phiên tòa là đặc biệt quan trọng. Luật sư Lê Ngọc Luân đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Công trên VTV được bình luận là nhận tội với khuôn mặt hiện rõ nhiều vết thương. An ninh của Việt Nam bên ngoài phiên tòa vẫn được thắt chặt với hàng rào barrier và số lượng lớn an ninh cảnh sát canh giữ. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Tự do hai hôm nay là lớp lớp chó và ngợm dày đặc khu vực trụ sở tòa Viện Kiểm sát Hà Nội. Tự do yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh trong toàn bộ khu vực phải tạm đóng cửa 10 ngày hoặc hơn, kể cả karaoke hay nhà hàng. Tự do sẽ xua đuổi, thô bạo. Chỉ cần khi tấp vô lề nghe điện thoại hoặc chỉ để kiểm tra xem vỏ xe có hết hơi hay không. Bên ngoài đã là vậy thì đừng nói gì bên trong tòa án hai chữ tự do là gì. Nhà văn Lưu Trọng Văn nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba cảnh sát cơ động cần phải được làm rõ tại cuộc đột kích nửa đêm liệu có tính hợp pháp hay không. Ông nói mọi lời khai, mọi lời thứ tội, mọi kết án phiên tòa xét xử 29 nông dân Đồng Tâm dù kéo dài bao lâu cũng đều vô nghĩa nếu nguyên nhân của vụ án gây ra cái chết của ba sĩ quan an ninh không được làm sáng tỏ. Nguyên nhân đó là cuộc tấn công vào lúc nửa đêm của cả trung đoàn cảnh sát cơ động với súng ống đầy đủ vào gia đình cụ Lê Đình Kình. Nếu cuộc tấn công này là hợp pháp thì những kẻ gây nên cái chết cho ba sĩ quan an ninh là tội đồ. Và ngược lại, cuộc tấn công này là bất hợp pháp thì việc chống kẻ xâm nhập gia cư đang đêm bất hợp pháp là hành động tự vệ chính đáng. Đại diện Viện Kiểm sát không chứng minh được cuộc đột nhập vào nhà riêng của gia đình cụ Lê Đình Kình là hợp pháp thì phiên tòa lập tức phải bãi bỏ và phải lập ra phiên tòa khác mà người bị hại là gia đình cụ Lê Đình Kình, kẻ bị truy tố là kẻ đột nhập bất hợp pháp.
Cái gốc của vụ án giết người ở Đồng Tâm cực kỳ đơn giản nếu Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra tôn trọng pháp luật. Đó là công bằng chứng minh tính hợp pháp của lực lượng đột nhập. Ông Lưu Trọng Văn đã đưa ra quan điểm riêng của mình như vậy. Lý giải về tính hợp pháp của cuộc tấn công giữa đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhà báo Đỗ Ngà nói tiếp, nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công của lực lượng cảnh sát cơ động và thôn Hoành ở xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 được cho là cưỡng chế. Nhưng cưỡng chế gì mà xua quân vào nơi không tranh chấp vậy? Luật nào cho phép cưỡng chế lúc nửa đêm? Đây là hình ảnh cuộc tấn công với quy mô 3.000 quân với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ và chó nghiệp vụ lúc nửa đêm chưa biết gọi tên là gì theo quy định của pháp luật. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, báo VTC News đã hỏi ông Thiếu tướng Tô Ân Sô rằng việc bố trí lực lượng công an ở xã Đồng Tâm để thực hiện phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng có đúng không và vì sao lại bố trí lực lượng công an ngay trong đêm như vậy. Thì ông Thiếu tướng này trả lời là không phải là phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng và ông giải thích như sau. Lực lượng công an có trách nhiệm hoàn tất triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trước 6 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2019 để các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng đoạn tường rào còn lại trên địa bàn xã Đồng Tâm. Nói tóm lại là ông Tô Ân Sô đã phủ nhận đó là cưỡng chế để tránh bị xã hội cáo buộc là công an phạm pháp, nên ông đã lái sang hướng giải thích khác. Có hai câu hỏi đặt ra là, thứ nhất, nếu là bảo vệ trật tự cho lính bộ binh xây tường rào thì công an chỉ cần bố trí lực lượng phong tỏa khu vực đang xây dựng, chứ sao lại vác súng vào nhà bắn dân như vậy? Thứ nhì, nếu nói rằng dân đang có ý đồ tấn công những người lính xây tường rào thì cũng không đúng. 4 giờ sáng, dân đang ở trên giường ngủ, chứ họ có ra khu vực công trường xây dựng đe dọa lính đâu mà bảo họ muốn tấn công lính bộ binh. Và cũng là giết người, nhưng lại được phân biệt là ngộ sát và cố sát. Nghĩa là việc định tội bao giờ cũng phải xét tới nguyên nhân gây án. Vụ án Đồng Tâm đã xảy ra làm chết 4 nhân mạng. Dân Đồng Tâm chết 1, công an chết 3. Về bản chất, kẻ gây ra cái chết của cụ Kình là cố sát, bởi vì cụ đang ở nhà và chính công an vào nhà để giết cụ. Đây là hình ảnh ai sẽ làm nhân chứng cho các vết đạn chi chít trong phòng ngủ cụ Lê Đình Kình được giáo sư Hoàng Xuân Phú tập hợp chi tiết trong phần 1.1 với tiêu đề là tội ác man dợ nằm trong bộ hồ sơ mang tên tội ác Đồng Tâm. Mới đây, nhân chứng duy nhất là ông Bùi Viết Hiểu cho biết rằng họ dùng súng giảm thanh bắn vào cụ Kình ở cự ly 1 mét, sau đó tiện tay giết luôn ông Hiểu, nhưng may mắn ông thoát chết. Hành động tấn công vào nhà cụ Kình là hành động phạm pháp cho dù có lý giải dưới bất kỳ góc độ nào. Còn ba công an bị chết kia thì rõ ràng chính họ là những kẻ mang nhiệm vụ giết người một cách phi pháp nhưng lại bị chết. Phải gọi chính xác là ba cái chết của công an kia là ba hung thủ giết người. Phòng vệ chính đáng được định nghĩa là hành vi chống trả cần thiết khi bị người khác xâm phạm về tính mạng và sức khỏe. Phòng vệ chính đáng không chỉ nhằm gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công trái pháp luật mà còn là thái độ thể hiện tích cực chống trả sự xâm phạm đến các lợi ích của mình hoặc người khác. Rõ ràng, việc gây ra cái chết của ba công an tại Đồng Tâm thì chỉ là phòng vệ chính đáng, họ ở nhà, người ta tới, giết họ và kẻ cố sát kia bị chết. Nhà báo Đỗ Ngà đã đưa ra phân tích của mình như vậy. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu hai điểm đáng chú ý, bất thường diễn ra trong buổi chiều ngày 7 tháng 9. Thứ nhất là tòa cho chiếu phim phóng sự tài liệu như tuyên truyền cho chủ đích, chính quyền. Ở đầu phần xét hỏi, thay vì theo một cách thông thường thì họ làm một chuyện chưa từng có, đó là cho trình chiếu một cái clip mà thật ra nó giống như là một đoạn phóng sự, phim tài liệu mà trong đó nêu quan điểm của chính quyền cho rằng người dân Đồng Tâm đã khiếu kiện đất đai không đúng. Đồng thời, từ chuyện đó đưa đến chỗ không đúng thứ hai là tấn công lực lượng vào tối ngày 9 tháng 1 năm 2020 làm chết 3 chiến sĩ. Rồi cuối phim họ đưa cảnh của những người gia đình bị hại là 3 chiến sĩ bị chết, nào là cô vợ trẻ khóc không ra tiếng, rồi đứa con thơ 6 tháng tuổi, đại khái là như vậy. Đây là hình ảnh nhà cụ Lê Đình Kình, căn thứ hai từ phải sang, nơi mà Thiếu tướng Tô Ân Sô gọi là cường hào địa chủ mới. Tôi là một trong những luật sư đã phản ứng về chuyện này, tại vì lẽ ra trong giai đoạn xét hỏi, nếu được trình ra những cái clip âm thanh hoặc hình ảnh, thì nó phải là những clip âm thanh và hình ảnh mang ý nghĩa chứng cứ của vụ án, tức là nó là những tình tiết có thật và phải nguyên vẹn, không bị chỉnh sửa. Một đoạn phim thì nó không phải là như vậy, khi nó được dựng theo quan điểm của người dựng phim, nó được cắt gọt, chỉnh sửa, thậm chí họ lồng nhạc vào đó để tạo ra những hiệu ứng, thì đó không phải là chứng cứ. Đây là một chuyện rất lạ mà tôi đã phản đối. Điều bất thường thứ hai là tòa đã chiếu các đoạn clip nhận tội của các bị cáo mà luật sư không được biết trước. Sau đó, tòa chuyển qua xét hỏi 6 bị cáo đầu vụ, và mỗi bị cáo
thì họ lại xuất trình một đoạn clip ghi hình, trong đó 6 người này đã khai nhận tội trạng của mình. Về nội dung khai nhận tội thì mình không nói. Cái vấn đề là ở chỗ với những đoạn clip khai nhận tội này thì khi các luật sư tham khảo hồ sơ không hề có những cái clip luận tội như vậy. Và khi họ đưa ra các luật sư hết sức bất ngờ, đây cũng là một điểm mà các luật sư cũng đang khiếu nại. Bởi vì họ tung ra những cái clip đó mang tính chất bất ngờ như để lừa dối các luật sư. Lẽ ra theo luật tất cả những cái đó phải có trong hồ sơ vụ án, mà khi các luật sư tiếp xúc thì họ được quyền coi và tham khảo trước, tìm hiểu trước về nó. Luật sư Nguyễn Văn Miển đã kể rằng cụ Bùi Viết Hiểu bị xét hỏi đầu tiên, cụ phản bác video vì hình ảnh ghép rất nhiều. Họ đã lấy clip của sự kiện Công an Hà Nội giải phóng con tin tại nhà văn hóa xã vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 để ghép cho sự kiện ngày 9 tháng 1 năm 2020. Clip nhận tội trong trại giam đã bị xóa phông, cụ bị ép nói đúng như những gì cảnh sát điều tra sắp xếp. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 7 tháng 9 năm 2020 và 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập và hơn 50 người đã ký vào đơn yêu cầu khẩn cấp vào hôm 7 tháng 9 gửi đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Việt Nam yêu cầu bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu. Sau khi trình chiếu lại clip ghi lời khai của bị cáo Bùi Viết Hiểu, thẩm phán hỏi, bị cáo nghe rõ lời khai không? Ông Hiểu đáp, có, tôi nghe rõ những lời khai này, nhưng đó là những lời khai do điều tra viên bắt tôi phải nói đúng như vậy. Biên bản phiên tòa ghi lại. Về hành vi kỳ lạ của Tòa án Hà Nội trình chiếu phim khi xét xử, kiến trúc sư Lê Quang cũng đưa ra bình luận như sau. Tòa án Việt Nam có lẽ là nơi đầu tiên trong lịch sử hiện đại cho phép chiếu một bộ phim tuyên giáo có giản dựng ngay trong phiên tranh luận. Trên thế giới, việc trình chiếu video trước tòa chỉ được thực hiện khi nó được coi là bằng chứng và phải được xác thực. Bằng chứng dựa vào video không thể đơn giản là một đoạn phim tuyên truyền cho VTV công chiếu được. Bất kỳ tư liệu nào một khi đã qua chỉnh sửa đều không được coi là bằng chứng. Những loại tư liệu như thế không có bất kỳ giá trị nào trước tòa. Nó thậm chí phải bị cấm vì ảnh hưởng đến phán quyết khách quan. Video bằng chứng phải được cung cấp bởi một người có khả năng làm chứng trước tòa về tính hợp pháp của video. Có nghĩa là nếu VTV cung cấp một đoạn phim bằng chứng thì họ phải xuất hiện tại tòa với tư cách là nhân chứng và phải cam kết chịu trách nhiệm với tư liệu mình đưa ra. Cá nhân tôi e rằng VTV không hề và không thể có mặt như vậy làm chứng tại phiên tòa này. Do đó, việc đưa ra một đoạn phim tuyên giáo đã qua cắt dựng có thể góp phần tạo ra những thông tin ngụy biện, gây tổn hại đến uy tín của tòa án, nạn nhân, nghi can, và hơn nữa, nó gây tổn thương đến niềm tin nơi công chúng. Đây là điều mà mọi người bình thường đều hiểu, chứ không cần phải có kiến thức chuyên sâu. Ở những xã hội chặt chẽ, người ta coi trọng tính trang trọng và phẩm giá của tòa. Mọi tài liệu được công bố phải là kết quả của quá trình thu thập, lưu trữ nghiêm túc. Một đoạn phim đã qua giản dựng được trình chiếu trước tòa có thể coi là nỗi sỉ nhục lớn nhất cho bản thân, chánh án lẫn cả nền tư pháp. Kiến trúc sư đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, tòa chiếu phim tuyên giáo, chuyện kỳ quái ở chế độ độc tài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.